có bao nhiêu mối tình ở trong này rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào. Bên đây cười mỉm chi liền, nghe nó chứa mối tình là phải. Phải lắm. Và đôi khi là mắt chưa chạm mắt, tim chưa cùng nhịp đập, chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm những cái điều đó. Bởi vì nhiều khi ông mai bà mối cũng đã làm hết sức rồi. Anh chàng rất dễ thương, cô gái cũng rất đáng yêu. Ai cũng dễ thương nhưng cả. Mà họ lại không có chạm được trái tim của nhau thì mình cũng đành bó tay thôi, mình phải chịu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm điều đó ở cặp đôi thứ hai. Mời quý vị cùng theo dõi. Hạ màn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi bạn nam giới thiệu mình đi bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể các bạn. Em tên là Trần Xuân Bích, hôm nay là em 28 tuổi và em ở Bình Định. Làm nghề gì? Dạ em làm bên đèn LED. Đèn LED? Dạ. Là bóng đèn á. Dạ làm mấy cái màn hình LED. À màn hình LED đó hả? Dạ. Rồi bạn làm ở đâu? Dạ em làm ở Tân Bình. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. À, em tên là Nguyễn Thị Lắm, em 27 tuổi, em đến từ Bình Định ạ. Bình Định luôn? Dạ. Hiện nay bạn làm công việc gì ở đâu? Dạ hiện tại thì em làm kế toán quận 5 á chị. Mình có bao nhiêu mối tình ở trong này rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Sao vậy? Tại vì một phần là cái môi trường làm việc của em á, đa số toàn là nữ không mà chị. Lại em cũng hay đi chơi bên ngoài mà toàn bạn nữ không à. Nên là mình cái thời gian mà mình gặp bạn nam nói chung là cũng hạn chế. Tụi em đi chơi đâu mà toàn nữ không? Cuối tuần em đi cà phê với bạn bè. Cà phê, trong quán cà phê, con trai thiếu gì? Mà tụi em con gái toàn rủ nhau đi không à. Thì mình đi với con gái để cho nó có tụ rồi mình ngồi mình phải đĩa qua đĩa lại kiếm chứ. Được rồi, bây giờ muốn có bạn trai lắm chưa? Muốn lấy chồng chưa? À, dạ chồng thì cũng muốn nhưng mà sang năm rồi chị. Trẻ mà cần gì đâu, từ từ bình tĩnh, chưa có mối tình nào. Bên đây cười mỉm chi liền, nghe nó chứa mối tình là phải. Phải lắm. Có mối tình nào chưa? Dạ em thì chính thức được một mối tình. Còn râu ria thì cũng được. Râu ria là sao? Nó rơi rụng quá chị. Râu ria thì quá trời hả? Mà cái mối tình chính dạ, thức không, là? Dạ không, cũng 2-3 mối tình gì đó rồi. À chia tay lâu chưa? Dạ được 3 năm rồi. Thôi bây giờ mình nói đi, mình tìm người yêu thế nào, làm vô luôn đi. Em không quan trọng về cái ngoại hình cho lắm. Nhưng mà ví dụ như mà mình nhìn vô thì cũng phải có một cái đó thì có cảm tình. Có nghĩa là cái khuôn mặt phải có hậu, không cần cao quá mà cũng đừng có nên lùn quá. Dạ. Có con nghề nghiệp. Bạn gái bên kia, bạn đi tìm người yêu của mình như thế nào? À, dạ em yêu cầu mỗi bạn nam là có mình có tính lập trường, mình có tính cầu tiến. Rồi. Lại ngoại hình thì cao hơn em là được rồi. Em lại... có mét mấy? Dạ em có mét 55 rồi anh ơi. Rồi khỏe. Dạ, dạ đủ đủ. 56. Đủ đủ vậy chứ. Rồi gì nữa? À, với lại biết chăm sóc bản thân mình một tí. Rồi, bên đây cũng chăm sóc kỹ lắm. Mình có những cái điểm mạnh với điểm yếu nào? Dạ ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Bên cạnh đó thì về phần nhược điểm thì mọi người nhận xét em là hiền quá, là dễ bị bắt nạt á chị. Lại em dễ tin người, lại xỉn vô thì em nói nhiều xíu. Xỉn vô hả? Dễ tin người mà còn xỉn nữa, còn hay xỉn lắm hả? Dạ không, tin lâu lâu mà chị, lâu lâu mình vui bạn bè á. Uống nhiều mà xỉn? Dạ uống có 1 lon à. Mấy? 1 lon. Uống 1 lon mà xỉn? Dạ. Bạn có thấy mạnh thấy yếu gì không? Em nói điểm yếu trước đi, rồi. Tại điểm yếu nó nhiều vậy nói. Rồi. Cả em thì... em dễ tin người. Giống bên kia. Dạ. Hai người tự tin nhau. Hai luôn. Hai nữa là em khi mà đi chơi với bạn bè á thì hay ít khi mà dừng giữa chừng á, hay bị bạn bè nó rủ rê đó. Thì ở nhà là cũng nghĩ là kêu bạn bè nó rủ đi á thì ra cũng ngồi uống vài lon nói chuyện rồi tao về. Ở nhà nghĩ là dễ nhưng ra ngoài là bạn bè nó rủ rê là không đi có thể hướng lại được. Nói chung là dễ dụ. Dạ. Điểm mạnh là gì? Nói chung là em biết chơi thể thao. Chơi thể thao? Dạ. Hèn chi tướng mỹ quá. Chơi môn gì bạn? Em chơi đá banh chị. Bao lâu đá 1 lần? À, tuần thì khoảng đá khoảng 3-4 trận. Trời, tuần mà đá 3-4 trận là dữ lắm rồi nha. Đá bao khỏe lắm à. 4-5 trận không? Trận 3-4 phút á. Giỡn hoài. Bạn không thích điều gì ở người bạn trai? Dạ em không thích ở bạn trai điểm là gia trưởng. Với lại đàn ông mà có tính đàn bà quá em cũng không thích. Không đá banh không đến nổi đâu. Còn tính đàn bà lạ lắm nha, đàn ông tính đàn bà lạ lắm á. Trời ơi, gì đó banh từng 3-4 trận đó hả trời? Trận 3-4 phút thiệt luôn hả? Đâu, trận phải tiên rưỡi á chị. Mày chạy nổi hả? Em tiền đạo chủ lực mà. Tiền đạo chủ lực? Lừa dài, thử dài dùng banh cho tôi coi coi. Lừa dạ? Dài cái tôi coi. Không coi. Có banh sao lừa chị? Ông tưởng tượng có trái banh đó, trước mặt ông lừa cái chân móc coi. Giờ sao muốn vợ không? Dạ muốn. Nhanh.
Lừa sao chị? Thì đó, ví dụ tưởng tượng như trái banh trước nè, ông ấy bỏ cái đó xuống làm trái banh. Rồi Xuân Bích dẫn bóng, đang tiến tới, dẫn qua một cái thủ, hai đối thủ, sàng qua, sàng lại. Đi. Dạ rồi đó chị. Gì có chút xíu vậy sao giành được banh? Dạ, giải như kỹ thuật nó điêu luyện mà chị. Rồi một trận nó đá 3 phút mà. Ngoài cái đá banh ra còn thấy mạnh gì khác nữa không? Rồi ngồi xuống đi. Được rồi, vậy hiểu rồi đó. Em biết hát. Hát gì? Em hát bolero. Là mạnh đó phải không? Chắc hát không? Đúng bình thường rồi chứ không có mạnh lắm. Rồi làm thử một khúc coi. Em chỉ hát bài Không Bao Giờ Quên Em. Rồi. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao em. Ngày nào mới quen nhau vì chung hướng đời mình trót trao nhau nụ cười. Và tình yêu đó tôi đem em trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ, không bao giờ quên em. Được. Cái này mới thấy mạnh nè. Đây là thấy mạnh. Nguy quá à. Bạn có cái điểm nào bạn không thích ở người phụ nữ không? Dạ em không thích người phụ nữ hay giận hờn. Sơn móng tay móng chân. Tại sơn mắt mới vậy? Đó chị tượng sơn đó. Ủa? Tại vì em là xuất phát là ở quê. Nên thành em cũng muốn người nào mà chăn chắc, hiền lành hay là anh mặc mộc mạc giản dị như quê á. Hay tin người nữa phải không? Dạ. Rồi, được rồi. Điểm mạnh hát bolero, điểm nhẹ đá bóng. Trời ơi, cười tươi quá trời em. Dạ. Bây giờ em nghe hát em có cảm nhận gì cái giọng của anh ấy không? Hay quá anh ơi. Hay ha, ngọt ngào ha. Hay quá luôn. Dạ. Em tưởng tượng người kiểu ảnh sao? Em nghĩ là mê thể thao chắc là cũng cao hơn em nhiều. Với lại tướng tá thì cũng vạm vỡ. Vạm vỡ lắm. Tướng vạm vỡ lắm. Này em đoán đúng đó. Nhưng mà hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào? Một cái hình mẫu mà giống ai đó, có thể không tưởng tượng Dạ hình mẫu của em thì giống như anh Đan Trường được rồi chị. Anh sao trốn em bỏ anh luôn vậy? Hình mẫu em giống Đan Trường vậy chị? Kêu mình chị chạy qua đây luôn. Đan Trường hả? Mày em nhúc đang nằm quá anh. Mày đang nằm mà thiệt hả? Rồi thôi vậy được rồi đó. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không? Có chị gái em, có đồng nghiệp em và bạn cùng lớp, bạn cùng phòng với em luôn. Dạ em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường. Dạ, chào quý vị khán giả có mặt ở trường quay. Em tên là Kim Phụng, là chị gái của Lắm. Hôm nay đến đây là ủng hộ cho em gái tìm được ý trung nhân của mình. Dạ. Dạ. Chị thấy anh tiền đạo bên bển sao? Dạ, em thấy em trai này cũng hiền lành, chân chất, dễ thương. Chắc là Lắm ơi, em bấm nút hẹn hò cùng anh ấy nha. Rồi, vậy là chị này khoái đá banh, tiền đạo chủ lực. Bích, bạn có đi với ai không? Dạ, em đi với chị con bác ruột. Chị con bác ruột. Dạ, alo em chào chị Cát Tường. Em chào chị anh Quỳnh Linh. Bây giờ hai người chào tụi chị rồi nha. Coi là giới tính thôi sao. Em thấy chị gái bên đây cũng dễ thương. Bạn bên kia có cái tật xấu gì không? Có. Nói nhiều. Ủa vậy hả? Chết. Nãy giờ nói đâu có nhiều lắm đâu ta. Khiêm tốn. Có cái gì nữa không? Nói luôn như là chị em phụ nữ. Không, được cái có các cái dễ thương. Cũng hiền lành lắm. Rồi thôi vậy là được rồi đó. Tốt hết á, chỉ có cái tội nói nhiều thôi. Rồi kéo màn lên. Người đàn ông lực lưỡng nào vạm vỡ tiến về phía trước. Trời. Chào anh ạ. Có. Anh có món quà tặng nha. Dạ em cảm ơn ạ. Khoan, đứng. Em thấy sao đánh giá người đàn ông trước mặt vạm vỡ không em? Đứng đó đi, đứng đó cho ta coi dáng rồi sao mắc cỡ gì đâu kệ. Anh đừng có chỉ nhục em nữa. Tướng em cũng đâu có gì đâu nhục. Không có gì hết để con người bạn gái cảm nhận rồi đó. Sao? Nói chung là ngồi cái trí tưởng tượng của em. Tại hồi nãy em vẫn nghe là anh này mê đá bóng á. Em cứ tưởng là cao và vạm vỡ lắm kìa. Messi hay này mê đá bóng cũng nhỏ nhỏ còn vậy anh. Đúng rồi, đâu có sao đâu. Nhỏ vậy luôn lách mới dễ. Có cảm nhận dễ thương không? Dạ cũng dễ thương ạ. Nụ cười dễ thương đâu, nhìn nụ cười bình định coi. Nụ cười bình định mà nhiều người ta nói nụ cười bánh hỏi lòng heo á. Đó. Dạ. Đó chưa, dễ thương chưa, đặc sản bình định á. Thôi được rồi. Cảm nhận về bạn nữ như thế nào? Thì cái quan tâm đầu tiên của em là phải là người con gái bình định. Thứ hai nữa là có điều kiến, nhiều người điều kiến nhìn rất là dễ thương.
Em đeo kiến dễ thương mà phải không? Đúng rồi. Là sao, thích đeo kiến hay không thích đeo kiến? Em thích đeo kiến. Hên quá, nãy quá chị ơi. Hên quá. Nãy giờ không có đeo kiến, nên ghi hình cho đẹp mới quay qua nhìn mặt em mới đeo kiến vô đó. Anh còn gì muốn hỏi em nữa? Ví dụ thành vợ thành chồng rồi là theo em là ai là người giữ tim? Thường tôi thấy con gái hỏi câu này không, bữa nay tôi thấy ông này hỏi. Trả lời đi em, trả lời thiệt bụng nha. Em nghĩ là con gái mới giữ tim là tốt hơn ạ. Chính xác. Anh cũng vậy đó. Anh hỏi thách đố người ta hả? Anh hỏi thử người ta dám nói không chứ gì. Trời ơi, đàn gái tôi mạnh mẽ lắm mà. Hỏi mà anh hỏi đi, hỏi cho này hai đứa lấy nhau ai đẻ. Rồi bây giờ một câu tỏ tình với nhau thật là lãng mạn nào. Trong rất là nhiều người đăng ký chương trình đến đây thì vô tình thì anh lại được gặp em, thì đó là một cái duyên. Nếu mà có cơ hội thì nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu với nhau nhiều hơn, biết đâu sau đó, biết đâu trong cái duyên đó nó còn có chữ nợ nữa, thì sau này chúng mình đến với nhau thì sao. Dạ rồi vậy được rồi. Nào chúng ta có sẽ 3 tiếng đếm, các bạn quyết định. Suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe cảm xúc của mình, trái tim của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng sự đồng ý và hẹn hò của hai bạn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhịp đập của con tim. Những chiếc vé mời xem phim gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Hai bạn nắm tay nhau đi. Nắm chặt tay nhau nhé. Đừng buông tay nhau. Nắm tay em thật chặt. Dắt em đi thật xa. Ráng nuôi cho anh mập mập chút nha em. Nha lắm. Rất là dễ thương. Cuối cùng chúng ta cũng đã tìm ra một cái sự hẹn hò cho cặp đôi thứ hai. Và mong rằng tất cả chúng ta đều có những cuộc hẹn hò thật lãng mạn. Và chúng ta sẽ sớm nhận được thiệp cưới của hai bạn này quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He, viên uống ngăn ngừa rụng tóc đã đồng hành với bạn muốn hẹn hò. Quý vị có thể đón xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.